những công binh làm nhà giàn trên đảo Lendau. Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, có lẽ những ai quan tâm đến sự kiện 14 tháng 3 1988 hẳn đều biết, ngoài Gạc Ma bị mất vào tay Trung Quốc, thì Việt Nam còn giữ lại được hai đá liền kề là Lendau và Kulin. Tàu HQ-505 trúng đạn, kịp thời ủi bãi ngay khi bốc cháy và hư hại, ở mức vẫn còn di chuyển được, đánh dấu mốc chủ quyền Kulin. Thuyền trưởng Vũ Hữu Lễ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tàu HQ-605 trúng đạn, cán bộ chiến sĩ kịp thoát khỏi tàu, Lendau bỏ trống. Tàu HQ-604 trúng đạn khi chưa kịp giao tranh, 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh do trúng đạn hoặc chìm tàu. Một tháng sau, phía Việt Nam tiếp tục làm nhà giàn và cho bộ đội đóng giữ tại Lendau. Uyên Uyên Việt Nam đã phát một video về Lendau có tên Biệt đội cảm tử đổ bộ Lendau 1988. Trong chương trình tìm kiếm địa chỉ HQ-604, chúng tôi đã gặp các anh, những người lính làm nhà giàn trên đảo Lendau năm ấy. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Còn đi qua cô lính thì mình giặt bộ khoảng 7 cây số, 6-7 cây số giặt bộ. Thì dặn về mấy lôi về nước, ngắm mấy nhảy nước á. Đấy là gắt bộ ở trên Gạc Ma. Gạc Ma. Sau đó thì là cô Linh người ta phát hiện ra người xong ta đi. Vâng. À, xong không mình đâu. mình bơi được khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sao ra. Bơi 3-4 tiếng đã mới bên kia mới ra. Bơi ra lôi vào đã khát trời cũng bơi. Mình được chả biết tao nói bơi nổi bơi thế thôi nhưng là vì mình ngồi trên xuống hay to gió thì lớn mà biển cả mênh mông những người sức người thì đúng có được một miệng ván trứng này thì bơi được bao nhiêu. Tức là mình thì nhìn thấy họ nhưng không chắc họ có thấy mình không. Đúng, sao họ mày? To mà. Sao phát hiện đã là được đó. Đến 5 năm. Sau mấy tiếng đồng hồ mình bơi gần hơn đúng không? À. Thì họ phát hiện ra mình. Gần. Dọc đường đi như thế thì các anh có còn vớt được ai nữa không? Không, khi nó như vượt được ông Hải đấy. Vâng. Ông Hải, khi đi về là vượt được ông Hải. Được thêm ông Hải rồi ông lên lâu bị thương biết chảy năng. Ông ấy chảy đấy. Khi đấy thì anh Trương mà anh nói đấy, anh Trung ý Trương thì ai là có bị thương không? Không, không. Ông này không bị thương. Như vậy là trên tàu có người chỉ huy. Còn vẫn có người chỉ huy. Và anh Trương lúc đấy là anh chỉ huy. Là ông chỉ huy luôn. Vâng, ông chỉ huy. Có lúc nào mà anh nhìn thấy máy bay của ta không? Dạ, không. Không, không thấy. Không thấy. Chỉ có vệ sinh tôn mới máy bay mới ra. Là có thấy máy bay. Thảo quân xuống. Thấy máy bay. Thì còn buổi Gạc Ma thì không thấy máy bay. Còn về sinh tồn? Về sinh tồn thì bắt đầu là có thấy máy bay. Máy đã thả và nhu yếu phẩm cho những người áo quần trắng mang để mặc với thuộc để cấp cứu như. Sau đấy thì các anh có còn ở lại trong đơn vị không? Còn lại trong đơn vị? Sau bọn em về lại đất liền thì được đơn vị cho vào án diệu nguy vô. Được 15 ngày. 15 ngày rồi các cơ quan đoàn thể đến thăm. Sau rồi cả về đơn vị thì lại đi thêm một chuyến đảo khác nữa. Đi xây dựng thêm một đảo nữa. Xây ra đảo Lâm Đáo. Cảm giác xem một đảo là xong rồi mới bắt đầu ra quân. Mới ra quân. Thế chính các anh là người lên Lendau xây đi ạ? Dạ. Sao xây lại Lendau tiếp? Anh kể chuyện xây Lendau đi. Dạ, Lendau thì bọn em chỉ có là xây dựng bằng lúc đó là bằng nhà lắp ghép. Nhà sắt. Nhà sắt lắp ghép. Của bộ tư lệnh công binh. Nhưng cùng sơ. Bộ chúng ra đó chứ mà là nhân quyền là cấp cho là bên hải quân là gia sắt cả cái sắt thép và gia ba tầng. Đã xây dựng rồi thì cũng xa với Trung Quốc. Nhưng bây giờ Gạc Ma là Trung Quốc chiếm rồi. Thì Trung Quốc ở bên kia rồi bây giờ lên đảo gần. Mà cũng sơ. Nói rồi thì nó cũng không biết nó có chiếm nó đánh hay không mà sao tin tưởng rằng đó thì nó chỉ lấy cho một mình Gạc Ma thôi. Chứ nó cũng lấy thêm. Chứ nó lấy thêm thì tàu 604 mà chim 605 chim thì nó lấy cả đảo và nước. Nhưng lại chỉ một mình Gạc Ma. Thì sao bọn em xây dựng lại đảo và 605 chim. Thế các anh khi mà ra Lendau thì là đi
ra ban ngày hay ban đêm? Ra ban ngày chứ, ta ban ngày chứ. Ra ban ngày. Ông ngày thì cũng làm. Cũng làm, nói chung ra đó làm cả ngày cả đêm. Nhưng ra là ra ban ngày. Rất nhanh đúng không ạ? Vâng, làm khẩn trương. Khi ra đấy thì so với lần trước thì lần này là chắc chắn là có cái chuẩn bị kỹ hơn. Cùng chuẩn bị thì lính cùng giống như mọi lần khi chuẩn bị là lần giống như lần đầu tiên ra đi. Nói chung lính của Việt Nam thì theo chỉ huy á là đến hơi thở cuối cùng chứ không bao giờ rút ra này, đã lên được vào là không rút, chứ không bao giờ nữa mà là Trung Quốc đến doan ăn mà bỏ chạy là không bao giờ gọi này. Khi mình xây ở trên lên đao thì có bị Trung Quốc dặn hả? Không. Cứ việc ai này làm bên hồ thì hồ làm, bên đảo gạc má rồi bên mình cứ làm một cô đi cũng làm được chắc. Như vậy là cái sau cái lần mà ra gặp mai thì mình có thành viên chiến không, tức là lính để cầu các anh dạ không có lính công binh cùng thế một khung là cũng có 12 người lính chiến hết. Một khung đi xây dựng một đảo là có mấy lính chiến, vì bọn em xây xong là bắn giáo lại cho họ để bọn em về đất liền. Cũng như lần trước cùng giống như bảo vệ thế thôi, chứ là cho là xây xong nhà là làm xong nhà là bắn giáo lại cho đơn vị đó, xong bọn em mới lên tàu. Chính cái đơn vị mà gọi là cái khung chiến đấu ấy là cái chủ nhân sẽ được hiện vào ra ở đó luôn, xong rồi bọn em về đất liền đi đảo khác xây dựng, cứ như vậy đuổi nhau nữa, cứ về chuyến này cho nó chuyển khác. Lên lại nào cũng như thế. Chỗ nào cũng về, đơn vị nào cũng về. Các anh cũng là người đã xây lên đao. Bọn em là chủ yếu là lính công binh chủ xây dựng. Xây nhà này xong bên giáo xong mình đi xây, về xây làm nhà khác. Đi liên tục. Vậy là em có vợ là đi cái chuyện tàu của mùa đó là có mùa tình là có một cái tàu dài lâu bên này tè. Mà em đi chuyện cái ta giao lâu bên của bên tỉnh Biên Thị Thiên, hồi đó là đi đó là tỉnh Biên Thị Thiên là giao nó là em đã đi cái chuyện đó này tè sáu đi là chuyện giao lâu bên này tè cái giao giống cái lô cốt đấy là em đã làm cái giao lâu bên sáu bắt đầu rồi em mới ra quấn này nhà sáu canh đấy là cái nhà, vì là tôi vẫn quan tâm đến cái nhà lên đao, tức là cái lên đao là sau đấy một tháng thì mình quay ra xây đúng không ạ? Dạ. Hơn một tháng mà xây, hơn một tháng, cùng vòng cũng vòng tầm một tháng hơn một tháng thôi. Vì bọn em ở người vù về được mấy là vùng về 15 ngày ăn dưỡng bắt đầu là về đơn vị, là bắt đầu là đi dân công tác là ra làm nhà luôn. Có sợ không? Dạ cũng không. Cùng trò chơi như thế này. Mình vừa mới thoát chết về mà. Dạ cũng về, cứ nhận nhiệm vụ đi thôi. Nhưng mà đơn vị họ cũng vẫn bảo vệ là sợ là anh em là sợ lần ra đi thì bắt đầu là dân công tác là sợ đồng ngũ. Nhưng mà anh em cũng không nói nữa, cũng là gần ra quân thì cũng cứ ra làm cho hình nghĩa của người để về thôi, chứ không là cũng không đồng mà ai tư tưởng đâu ngủ đâu, nói chung như lính mơ chứ bây giờ lính công binh nó thật, lính binh thì thiên lúc đó nó gán lắm, đi ba lính binh thiên còn vào đơn vị là 300 người đơn vị e tầm ba đó, nhưng riêng công binh mình là đã ba huyền thôi, công trạch bộ trạch chạy đợt đó đi là 1.000 người cả một tỉnh Biên Thị Thiên, tỉnh Biên Thị Thiên đó là 1.000 người, công nghệ Lê Thị, Lê Thị 300, bộ trạch 300, trong cái lượng khoảng trạch 300, trong cái sự kiện gặp ma ấy thì người Quảng Bình của mình nó đi cùng đợt anh hy sinh nhiều không? Quảng Bình là nhiều nhất đó, chúng nói chung nhiều nhất những vụ trạch nên là vùng này là nhiều về Lê Thị, chứ còn ở Tuyên Hóa thì em trên quê Tuyên Hóa của em có hai người, nhưng hai người sống cả. Thì cũng là may mắn. Nghĩa là sau khi tham gia sự kiện gặp ma rồi, quay về đi an dưỡng 15 ngày, sau đó khoảng tầm thời gian như thế nữa, quay tiếp ra lên đao. Nhân nhiệm vụ đi tiếp. Bởi vì là thế này, báo chí thì có những cái tích giật rất là ghê. Ví dụ như họ nói là bí mật đổ bộ lên đao, vân. Không có gì bí mật, nói chung là không bí mật đâu, ra làm thẳng chứ không có gì là bí mật. Nói chung cứ giống như lần đầu, cũng giống như là của mình xây dựng chồng chả nghỉ chỉ đó là ra làm thôi, cũng đi thoải mái, cũng đã tới buổi chiều rồi nghỉ lại xong ngày mai tiếp tục ra làm. Nhưng đợt này là làm cái nhà này là nhắn nhân một cái khoản khác là không phải chôn cột. Vì sao ạ? Vì nhà lắp ghép bằng rừng xong là văn ốc cái toàn bộ sắt á, văn là ốc vịt hết, sau chỉ có là vánh tôn lại đủ cái đế thôi để giữ cái chân để gọi đá thôi.
chứ còn ngành nhanh làm chỉ trong vòng một tuần đến đây 10 ngày là xong cái nhà chứ. Thông thường thì những cái nhà như thế phải làm bao lâu anh? Ví dụ như cái nhà mà nhà cao cẳng trước là vì cái nhà mà không có lên bỏ bên đó là hồ khoản cho là bên lĩnh là 6 tháng nhưng bọn em mà làm được 3 tháng là xong. Thế còn cái lên đao thì làm bao lâu anh? Do cái lên đao là em nói đó đó. 3 tháng đấy. Đó, là em làm bảo đó là nhà lâu bên. Cho nên đao làm chỉ có cho lắp ghép chỉ có. Cho lắp ghép là mình dần 6 tháng mà ra đi là dần 6 tháng. Dần chỉ làm nhanh làm có mười mấy ngày xong thôi. Sáu rồi ba tháng lắp ghép toàn bằng sắt nhanh lắm, xong rồi thì lắp bằng cái nhôm cái sân bay làm ba tầng mà vẫn ba tầng. Khi mà mình làm ở lên đao đấy thì bên cô Linh nó làm gì vậy? Không, bên cô Linh nó có tàu 505 đang còn dùng luôn cái tàu đấy. Tàu đấy thấy cái nhà luôn đó. Vâng, thấy nhà luôn. Nhưng vừa rồi nghe này kéo về bị chim dọc đường, người kéo về để làm kỷ niệm mà lấy. Vâng. Sau khi về thì các anh có được hưởng những cái chế độ ví dụ như là các cái khen thưởng hay là những người bị thương hay là không? Bọn em chưa có, từ ngày đó đến giờ chỉ có về lấy vợ con xây dựng gia đình làm cuộc sống nóng thế thôi. Nhưng mà đến ngay mới năm ngoái đấy mới được cái lều thảo mới mới tìm lại đồng đội, mới tìm lại mới có mình giao lưu lại được biết nhau, chưa có một cái chế độ gì. Chỉ có huân chương gì không? Có, em có huân chương chiến công. Đấy, muốn hỏi cái đó. Em có hỏi chứ. Còn mình thì cũng vẫn là người lính thôi, vẫn cũng ra quân theo chế độ quy định. Vâng, theo quy định. Còn chỉ riêng ra là anh em là đều có cái huân chương chiến công. Huân chương chiến công ít được đơn vị lúc đó được 7 người đó. Đơn vị lúc đó về như được có 7 người có huân chương. Còn đấy anh em có, anh không có. Thì có một nói chung cùng lúc đó là ông cử lại một số. bảy văn chương bình xét lại như vâng đơn vị họ làm thì con số bên chủ Trung Quốc bắt tiếng Việt này 60 bọn em biết trường đó thì cũng được 7 người chương trình có gần 3. Cảm ơn các anh. Vâng.